Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Hiếu đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ xã Cam Hiếu sau sáp nhập có 7 chi hội với 1.056 hội viên. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Hiếu đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, tỷ lệ chị em đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến trên 92%, 59 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Cán bộ hội viên phụ nữ trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. 5 năm đã giúp 33 hộ nghèo thoát nghèo, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tiết kiệm như thu gom ve chai, heo đất tiết kiệm tín dụng. Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận, cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt cao, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu phấn đấu 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, mỗi chi hội giúp ít nhất 1 đến 2 hộ viên thoát nghèo trên một năm. Với tinh thần làm việc nghiêm túc đúng điều lệ, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Hoàng Thị Hằng tái cử chức chủ tịch hội. Đại hội cũng đã bầu 13 chị đi dự đại hội cấp trên.